Bị vong theo khi vào nhà nghỉ. Có lẽ kể ra các bạn sẽ không tin, nhưng đó là một trải nghiệm cực kỳ khiếp vía đối với mình. Câu chuyện là như thế này. Năm đó thì mình 18 tuổi, học lớp 12, có yêu một anh. Lúc đầu yêu nhau thì hai đứa thắm thiết lắm, thề non hẹn biển các kiểu. Buổi tối nọ thì đi chơi, ăn uống xong thì người yêu mình bảo mệt và muốn có không gian riêng cho hai đứa. Trước đó thì tụi mình chưa có lần nào vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên mình đồng ý vào nhà nghỉ với bạn trai. Khi đó người yêu mình chọn cái nhà nghỉ khá là cũ, nhưng mà nhìn cũng bình thường, không có gì xảy ra hết trơn á. Vừa vào thì hai đứa mình nằm trên giường và người yêu mình ôm mình rất chặt. Và khi mà vừa mới hôn mình xong thì tự nhiên người yêu mình rung lên bần bật, rồi rên lên ú ớ. Nhìn cảnh tượng đó nó hãi lắm, giống như là mình bị độc vậy. Vì cảm thấy lo, không biết người yêu mình bị gì, nên là bạn đã tán vài cái để cho người yêu mình tỉnh lại. Khoảng 10 giây sau thì người yêu mình sực tỉnh, như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi đó mình mới hỏi, bị gì mà anh làm thấy ghê vậy? Thì người yêu mình bảo là, tự nhiên anh đang nằm ôm em, thì đằng sau em có một cái bóng lao lên cổ anh, không có thở được. Vừa nghe người yêu mình nói xong là mình thấy rùng mình và cảm giác cái khách sạn này có vấn đề. Mình mới khuyên người yêu mình bây giờ đi chỗ khác cũng được, không sao. Mặc dù bị như vậy nhưng người yêu mình đang có hứng, không muốn đi về. Vừa ôm chặt mình lại lần nữa thì bị y chang như lần đầu, thậm chí còn nặng hơn. Cái cổ người yêu mình nó giật giật, ứ lên, trông ám ảnh lắm. Lần này mình mới làm lại như hồi nãy để người yêu mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì hai đứa không nói gì và bước ra khỏi cái khách sạn đó rồi đi về. Tối đó thì mình nằm mơ và mình thấy một giấc mơ rất là kỳ lạ. Mình thấy có một người đàn ông nắm tay mình dắt đi chơi. Khi đó mình cao 1m66 nhưng mà chỉ đứng tới mặt của người này. Trong giấc mơ mình thấy mình với người đàn ông đó đi leo núi, rồi đi chơi, đi công viên, đi câu cá và còn làm chuyện ấy nữa. Mặc dù là trước đây mình chưa làm chuyện ấy bao giờ. Sáng hôm đó mình tỉnh dậy vì quá xấu hổ nên không dám nói với mẹ. Mình mới nói với con bạn thân nó tên Ly. Ly nghe xong thì chở mình đến một bà thầy đồng. Bà đồng này thì ở nhà bà cũng có cái điện lớn lắm, nhưng bà chỉ nhận trái cây, cúng bái và một chút tiền công, chứ không phải lấy 100 triệu rồi mới chữa. Và sau khi ngồi kể chuyện cho bà đồng nghe thì bà mới làm một cái lễ. Sau cùng thì bà đồng mới bảo mình là mình bị vong theo nên làm phép gọi người đó lên. Trong quá trình nhập thì mình không biết gì hết. Sau đó thì có nghe bà đồng và con bạn mình kể lại là cái miếng đất xây dựng cái nhà nghỉ hồi đó có một người vào giờ thiên, do mang và nên là vong hồn người ta vẫn còn trú ngụ ở đó. Và cho đến khi mình và người yêu mình vào nhà nghỉ đó thì người đàn ông đó thấy hợp tuổi mình nên là muốn thành đôi và lao đến cổ người yêu mình. Sau cùng thì bà đồng cũng khuyên người này là lên chùa tu tập, vì người dương và người âm không thể nào ở với nhau được. Cuối cùng thì cái vong kia cũng chịu và hứa không đi theo mình nữa. Đặc biệt cái vong đó còn cảnh báo rằng người yêu mình bây giờ không tốt, điệu cán, quen mình chỉ vì ham muốn cá nhân. Cuối cùng thì phải cúng cho người ta vàng mã, sau đó cho người ta cái hình nhân. Cái này như là một người vợ bằng giấy cho người ta không đi theo mình nữa. Nhưng là vì học sinh chưa làm ra được tiền nên là bà đồng bớt cho mình một nửa tiền. Và kể từ sau đợt đó thì mình không nằm mơ thấy cái vong đó nữa. Khoảng một tháng sau thì mình và người yêu mình chia tay, lý do là thằng đó bắt cá hai tay. Qua câu chuyện này, bạn muốn khuyên các bạn rằng có thể nhiều người tin hoặc là không tin. Nếu mình có lỡ đi đâu đó và mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ thì hãy nói với ba mẹ để tìm cách giải quyết. Đừng để câu chuyện ngày càng lún sâu hơn. Còn rất nhiều câu chuyện hay ở phía sau. Nếu các bạn muốn nghe nhiều câu chuyện hay hơn, thật hơn thì nhớ comment lại cho tôi biết với nha. Giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Nhím. Follow để theo dõi Nhím nha.